Thị Yến, Cố Thanh, Hai Đô và tới. Hai Đô. Hai Đô, xe đại. Mời quý vị các bạn theo dõi cơ vật nữ giữa Đô Vũ Kim Anh gặp cô Dư Thị Yến. Sau cơ vật này, giải nhất trẻ Nguyễn Thế Thắng Phụ Trần, Nguyễn Bá Dũng Linh Hiệp chuẩn bị. Hai Đô chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị, trận đấu bắt đầu. Sân rộng lắm. Chào bạn. Cái ngược sáng. Trang phục cho ngược sáng. Anh máu thế ai đâu. Ngược sáng. Còn tiếp tục. Không phải anh thấy người đẹp anh đứng mãi đâu à. Đô Hồ Thanh đã quấn miếng đô phố đỏ rất vàng. Đô Hồ Thanh nhất thắng. Nhớ là chị em nào đây. Đây là kiểu như là nỏ gói.